Xin chào hai bạn Kiệt nha. Hôm nay có cái gì vậy? Chào các bạn. Hôm nay mình có kẹo siêu chua với mì sấy khô. Đây các bạn ơi, hôm nay bạn Kiệt lớn có mì nè, mì sấy khô cho em bé này nghe. Còn của bạn Kiệt nhỏ là kẹo quá, kẹo cầu vồng hả? Chupa chup nè. Chupa chup á hả? Cầu vồng siêu dài luôn á nghe. Đây bây giờ mình gỡ ra nghe. Rồi, bạn Kiệt lớn sẽ gỡ mì ra nghe. Rồi lấy chén đi, chén đâu rồi? Đây, chén đây. Đây các bạn. Wow. Wow. Có thể ăn nguyên quế mặt lột ra luôn. Trời ơi, này nó có mấy màu vậy bạn Kiệt? Có 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu luôn. 5 màu các bạn ơi. À, kẹo này lột ra được luôn nè. Rồi. Đây, bạn Kiệt lớn có mì. Wow. Đây là gói mì nha các bạn. Mì này mì sấy khô rồi nè. Mì này người ta trộn sẵn luôn đó. Rồi ăn thử coi ngon không? Rồi ăn thử đi. Quá. Ngon không? Ngon quá. Trời ngon quá vậy, cho cái gói đi. Quá wow, các bạn ơi, mì này ngon lắm hả? Rồi, bạn Kiệt nhỏ rồi, đổ ra chén ăn thử đi. Quá, đây nè các bạn ơi, mì này ngon lắm nha. Ôi, quá, ôi, ngon lắm hả? Đây cho miếng đi, trời thèm quá à. Cho miếng đi, bạn Kiệt ơi, thèm quá à. Đây các bạn ơi, mì nè, mì gói này nó sấy ra rồi đó. Nhỏ xíu à, sợ nhỏ xíu à, ngon ghê luôn á. Ngon thiệt chứ, rất là giòn luôn. Giòn ngọt, vừa ăn không có mặn lắm các bạn ơi. Ê, bây giờ mình thử mình trộn cục kẹo với mì mình ăn được không? Được. Rồi bây giờ mình xé sợi kẹo mỏng mỏng ra bỏ vô mì luôn nhé. Rồi đây cho bạn Kiệt lớn xé ra luôn, xé ra ăn chung với mì luôn. Đây. Quá rồi mình làm kẹo mì nha các bạn, kẹo mì nè. Xong rồi trộn lên. Quá đẹp dữ hả? Rồi bạn Kiệt lớn làm xong chưa? Ngon không bạn Kiệt nhỏ? Có mùi sao? Ngon quá. Ngon quá hả? Rồi cho ăn miếng nha. Đây, ăn kẹo chung với mì các bạn ơi. Đây các bạn ơi, mùi lạ quá à. Nó chua cộng với cọng mì nó giòn 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 giòn. Trời ơi, ngon quá. Rồi, cảm giác là sao bạn Kiệt lớn? À, kẹo nó chua phải không? Còn mì nó giòn phải không? Giòn rụm trong miệng luôn các bạn ơi. Quá wow, ngon quá. Đổ mì ra tiếp. Đổ mì ra tiếp. Đây các bạn ơi, mì này ngon quá. Rồi bây giờ mình đổ đầy chén luôn nha. Rồi đổ xong rồi cái mình bỏ kẹo vô, mình trộn chung với kẹo luôn. Quá wow, đầy chén chưa? Rồi trộn kẹo vô đi. Rồi lấy kẹo bỏ vô nha. Kẹo chua 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 chua. Ê các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt nhỏ với bạn Kiệt lớn bắt đầu ăn thi đua coi ai ăn nhanh hơn cái kẹo này nghe. 1, 2, 3. Trời ơi. Bạn Kiệt nhỏ ăn nhanh chứ hả? Wow, bạn Kiệt nhỏ thắng rồi các bạn ơi. Đây, mì trộn với kẹo, kẹo chua ba chua, siêu chua luôn, siêu ngon luôn á. Ngon quá à. Nhìn thèm quá. Rồi bây giờ giáo bộ. Bây giờ thi đua nha. Coi ai ăn cái này nhanh hơn nè. Chuẩn bị nha. Ngon quá các bạn ơi. Ê các bạn ơi, mì này ngon quá hả? Trời này ăn ghiền luôn. Ai mà muốn ăn mì á, lại nhà bạn Kiệt nha. Bạn Kiệt sẽ làm cho các bạn. Đây tặng cho các bạn mỗi người một bịch mì, mì sấy khô miễn phí với kẹo chua chua siêu chua siêu dài luôn nha. Như vậy là cái clip ăn mì với ăn kẹo siêu chua siêu dài đến đây là hết. Hẹn các bạn clip lần sau nha. Bye bye.